Chào mừng các bạn đến với phố cổ Hội An. Ủa sao bạn nó không lấy được cái bồng mà 250 hả? Đi con này đi. Khung cảnh phố cổ Hội An. Nước hai. Đây là cửa hàng bán quần áo. Nhìn sang trọng. Phố cổ tính ra chỉ được nó giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn vậy. Qua đây học mà thôi, học được bài thứ tiếng. Đủ thứ tiếng hết luôn nha. Như có gì đặc biệt không ta? Giống như máy shop bình thường mà. Nó cổ rồi chứ. Quay đi, có video xe không? Quay nhiều người nữa. Quay hai bên đường á, sao quay dưới đường. Hầu giờ em tò mò cái tưởng này phố tổ là cổ là cái gì đó lạ lẫm lắm. Không có cổ. Bạn nói cho bạn in bánh đồ. Vậy là do là nó cổ. Anh nói nha, anh bán in nha. À, ăn rồi. Ăn rồi hả? Ủa này này có bán nón này. Nón rồi, nón chấp mà. Đâu đâu đâu, đứng im này em chụp cho nha. Đây. Cảnh nào, cảnh nào. Đây là anh Trung. Trưởng đội địa chất 1. Trong chuyến đi lần này 1, 2, tiếp 1, 2, 3. Đâu, nhiều tắm đâu. Rồi đi ra, thấy tiếp nhiều thì mua thôi. Ở đây có quà lưu niệm gì đâu. Thấy đồ đi, đi, đi. Mua đồ chưa đến. Mua gì? Áo không? Mua đồ cho thấy kìa. Gấm lụa Hà Đông. Đó, gấm lụa. Gấm. Phố cổ là bán đồ hiện đại. Không, nãy giờ cái quán đồ nào lưu niệm nào nhỏ hay hay. Chỉ có điều là do nó xây dựng lâu nên gọi là cả phố cổ. Đây là bánh chè, đậu hũ. Thật đơn lạ quá. Ăn thử xem ngon hay dở. Món ăn gì? Ủa, này là tàu phớ là gì anh biết không? Anh thử đã biết. Món gì vậy? Một tàu phớ. Là hai tàu phớ. Ba tàu phớ luôn, chứ ở đây ba tàu phớ. Bốn tàu phớ luôn chứ. Bốn tàu phớ nha bác. Năm tàu phớ luôn. Năm lên sáu luôn. Sáu luôn đi. Sáu luôn. Đầy đủ các món ăn. Phía đối diện là gian hàng. Nhà hàng bán quần áo túi sách. Đây là món tàu phớ. À là phô nhìn giống đậu hũ như xương sáo vậy anh. Đó đó, tàu phớ là dạ. Cái đó như vậy đó. À vậy do tên lẻ khác không? Thực ra là cái đậu hũ với xương sáo. Thôi ăn thử coi. Toàn cảnh phố cổ Hội An. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình có phát triển kênh YouTube nha. Phố nãy giờ đi tính ra cũng rộng nha anh. Xe. Quá à? Không thấy. Bán những vải, cửa hàng vải. Lụa tơ tằm. Lụa. Chị ơi biết đây là cái hồ tên, hồ này tên gì không chị? Sông Thu Bồn em. Sông Thu Bồn. Cảm ơn chị. Này là dòng sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam. Quanh bờ sông phố cổ Hội An có nha, mọi người là đây bơi chèo thuyền giữa dòng sông, cảnh nhìn rất là đẹp, thơ mộng quá trời luôn.
khung cảnh hai bên bờ sông. Phía bên này chính là phố cổ, bán rất là nhiều mặt hàng. Các bạn thấy khung cảnh tựa như hồ Xuân Hương ở bên Đà Lạt vậy các bạn. Giờ cũng tìm được đồng đội ở đây. Mọi người sống ảo như vậy. Rồi. Biết ai sống ảo không này?